Hiệu trưởng trường mầm non xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội Nguyễn Thị Thỏa bị cơ quan điều tra cáo buộc với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Qua quá trình điều tra xác minh từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2023, Nguyễn Thị Thỏa với vai trò là hiệu trưởng trường mầm non xã Phượng Dực đã làm trái công vụ tự ý cho 24 giáo viên nhân viên nghỉ dài hạn trung bình từ 2 tháng đến 66 tháng nhưng vẫn chỉ đạo kế toán chấm công, lập bảng lương, chi trả lương qua tài khoản cho giáo viên Nhân viên này như đi làm bình thường, sau đó yêu cầu giáo viên nhân viên nghỉ chuyển lại tiền cho nhà trường để chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là gần 650 triệu đồng. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Cả 3 người đều có tiền án tiền sự. Lực lượng chức năng đã vây bắt các đối tượng khi chở pháo lậu trên hai ô tô trên đường Vĩnh Phú 30. Một người vội ném khẩu súng kim loại xuống đường để phi tang nhưng bị phát hiện khống chế. Khám xét trong hai xe, cảnh sát thu giữ 350 kg pháo nổ. Cơ quan công an nhận định đây là nhóm có nhiều tiền án tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an khi bị phát hiện, có phân công vai trò cụ thể để tẩu thoát khi bị phát hiện. Nhóm khai vận chuyển pháo bán cho các đại lý dịp Tết để kiếm lời. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Cuối năm là thời điểm gia tăng các vụ việc vi phạm về an ninh trật tự như là trộm cắp tài sản, gây dối trật tự công cộng đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường xảy ra tại các thành phố lớn. Tại Hà Nội, trong đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm dịp Tết này, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật đã bị bắt giữ. Cuối tháng 12 năm 2023, Công an Hà Nội đã triệt phá thành công băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi do đối tượng Nguyễn Văn Thành, tức Thành Bẹt, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, Thành đã tập hợp khoảng 20 đối tượng đàn em khác hoạt động tín dụng đen dưới hình thức vay bốc bắt họ, thỏa thuận với tỷ lệ 10 ăn 8, lãi suất từ 4.000 đến 8.000 đồng trên 1 triệu một ngày, tương đương với 146% đến 292% một năm. Nhóm của Thành đã cho hơn 1.600 người vay với tổng số tiền là 22 tỷ đồng, thu hơn 4 tỷ đồng tiền lãi. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ 14 gói ma túy có khối lượng 200 gram. Cũng liên quan đến tín dụng đen, công an quận Hà Đông đã bắt giữ 5 đối tượng thanh thiếu niên do Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 2004, trú tại Ứng Hòa cầm đầu. Dù không được học với công nghệ thông tin, nhưng Tuấn và đồng bọn đã mua nhiều tài khoản Zalo, Facebook ảo, nhắm vào những người đang khát vốn làm ăn dịp cuối năm, rồi quảng cáo cho vay, giải ngân nhanh, lãi suất thấp mà không cần chứng minh tài chính cá nhân. Khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đóng trước một khoản phí. Sau khi nhận được tiền, thì đóng luôn tài khoản để chiếm đoạt tiền. Từ đầu năm 2022, 2022 thì lúc đấy chỉ có mình em làm, lúc đấy thì em mới bắt biết rồi bắt đầu làm thì là lấy những uh, Facebook uh, giả thì uh, đăng những bài viết để tìm kiếm khách hàng vay. Thì, uh, những ai cần vay thì uh, bấm vào uh, cái số điện thoại những cái bài em đăng. Thì uh, sau khi bắt đóng uh, tiền 4% khoản vay thì uh, em lại giới thiệu cho một người khác thì mất đóng một cái tiền giấu với cả tiền bảo hiểm, cả tiền phí sản ngân. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thuê chung cư khép kín và liên tục thay đổi địa điểm. Mỗi nơi chỉ hoạt động 3 tháng. Sau mỗi vụ lừa đảo thành công, đối tượng cầm đầu hưởng 70% số tiền chiếm đoạt được. Các đối tượng sử dụng nhiều máy tính nhưng mà không có cái cái đường kết nối internet như thông thường và các đối tượng sử dụng thiết bị là Dcom 3G để kết nối mạng. Thường thì các đối tượng sẽ đánh vào cái tâm lý của người đi vay ấy là thứ nhất là không muốn để các bên cho vay ấy là xác minh thông tin liên quan đến mình và người thân trong gia đình. Đấy và thứ hai là cái thủ tục nó nhanh gọn, nhanh gọn thì có thể nhiều khi là bị hại là chấp nhận là cái việc lãi suất cao hơn bình thường. Các đối tượng lợi dụng vấn đề này và đã thực hiện cái hành vi lừa đảo tài sản và chiếm đoạt tài sản của những người bị hại đấy. Liên quan đến trộm cắp tài sản, Công an Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tùng, sinh năm 1995, trú tại Tân Yên, Bắc Giang. Tùng được mệnh danh là người nhện khi ngang nhiên trùm kín đầu, đu dây rồi đột nhập vào nhà dân từ tầng tum để đánh cắp 50 chiếc điện thoại di động và 30 triệu đồng cùng với việc triệt phá các đối tượng trộm cắp sáu đối tượng trong một đường dây chuyên làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện, phiếu thu của các bệnh viện vừa bị triệt phá. Cầm đầu ổ nhóm là Trần Minh Giang sinh năm 1990, trú tại Quảng Ninh, Giang khai nhận được một người quen qua mạng xã hội thuê và trả công 8,4 triệu đồng một tuần để làm giả con dấu. Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ 9 con dấu của các bệnh viện lớn trên cả nước cùng 29 dấu tên của nhiều bác sĩ. Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân là không mua bán, trao đổi bất kỳ một giấy tờ nào không thuộc cơ quan nhà nước cung cấp trôi nổi ở trên mạng. Thế những hành vi mà những hành vi đấy có thể sẽ bị xử lý truy tố cho pháp luật. Từ đầu tháng 1 năm 2024 đến nay, công an Hà Nội đã triệt phá 219 vụ với 588 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, phát hiện 426 vụ, 440 đối tượng vi phạm về kinh tế, xử lý hình sự 450 vụ, 591 đối tượng phạm tội về ma túy. Đây đều là băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động chặt chẽ, tinh vi, phức tạp, hoạt động của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao trong những ngày qua tại miền Bắc cùng với các đợt rét đậm, rét hại sắp tới khiến cho nguy cơ dịch bệnh cho vật nuôi tăng cao. Việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi là rất cần thiết trong thời điểm này, ghi nhận tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn của gia đình, chị Phan Thị Hiệp ở thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên làm vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên, cách đây ít ngày 3 trên tổng số 6 con lợn nái của gia đình vẫn bị chết do dịch tả lợn châu Phi. Chăn nuôi thì phòng dịch đầy đủ cả, mà không biết là nguyên nhân từ đầu mà 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 mà, mà nó dịch cho là từ cái án thức ăn ở mua ở ngoài về cùng 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 hết sức là cẩn thận. Trong khi đó tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, người dân cũng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng thận trọng với các loại thức ăn khi mua về. Thế nhưng, dịch tả lợn châu Phi vẫn bùng phát và kéo dài. Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 22 hộ chăn nuôi, làm 65 con lợn bị chết và buộc phải tiêu hủy. Như nhà tôi là mua là con giống rõ ràng đó, về là tiêu độc khử trùng đang hoang vài vối mà chuồng trại là kín, rồi cũng có sống xiếc đang hoang thì thì nói thật là dư dịch bệnh thì tôi ý biết là lấy tan từ đường một. Điều đáng nói là dịch tả lợn châu Phi thường ủ bệnh nhiều năm, do đó thường xuất hiện tại những ổ dịch cũ, tốc độ lây lan khá nhanh. Ngoài tâm lý chủ quan lơ là trong việc tiêm phòng, thì việc chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, cộng thêm thời tiết mưa rét, ẩm ướt, nên dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát và lây lan nhanh. Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có trên 400.000 con lợn, hơn 170.000 con trâu bò, trên 10 triệu con da cầm. Trong bối cảnh nhiều loại dịch bệnh đang diễn biến khó lường, thì việc chủ động triển khai các biện pháp để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi là hết sức cần thiết. Tăng cường các cái biện pháp giải pháp để phòng chống dịch bệnh, tổ chức ra soát để rồi tiêm phòng uh, cho đàn vật nuôi, đề nghị uh, uh, chính quyền địa phương, các phòng ngành chức năng liên quan thì uh, thành lập các cái đoàn công tác để rồi xuống địa phương các cái vùng chăn nuôi trọng điểm, có sự lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn uh, chăm sóc nuôi dưỡng phòng chống dịch bệnh, phòng chống đòi đẹp cho đàn vật nuôi. Thời tiết ẩm ướt rất dễ phát sinh lây lan các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, người chăn nuôi cần tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của ngành chuyên môn trong phòng chống dịch và chăm sóc đàn vật nuôi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083 722 5566, địa chỉ email đường dây nóng a.vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.